Có bao giờ bạn xem phim bạn làm theo phim chưa? Có rồi, đang xem phim đến cảnh hôn cái mình bắt chước nhân vật mình hôn luôn. Với lại thêm cái quan trọng nữa là ảnh phải xấu hơn em. Sao vậy? Ảnh đẹp hơn em, mất công em theo giữ ảnh nhưng mệt lắm, mình đã xấu hơn em, an toàn ở nhà. Tốt. Gì kì. Quá ngon. Chào em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ chị Cát Tường, em tên Nhi, năm nay 26 tuổi. Hiện giờ Nhi đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm trợ lý văn phòng. Để xem chàng trai chúng ta làm gì đây, xin mời. Mời bạn ngồi. Bạn tên gì? Em tên là Lê Bá Khôi, em năm nay 27 tuổi. Làm nghề gì? Em là giảng viên kế toán tài chính của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố. Wow. Như vậy thì ở cái môi trường đó tôi nghĩ rằng rất là nhiều người đẹp, sao nên ngồi đây làm gì? Không phải, riêng cái trường Đại học Ngoại ngữ thành phố, đặc biệt là cái khoa kinh tế tài chính thì toàn là những giáo viên lớn tuổi không. Em là giảng viên nhỏ tuổi nhất trong khoa. Nhi nè, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Bạn rất là xinh, không thể nào mà không có được đúng không? Dạ, mọi người cũng nói em vậy. Nhưng mà tại vì lúc mà em 18 tuổi á, là em có trải qua một cái mối tình hơi là nhiều đau khổ. Thành ra em không có muốn quen bạn nữa. Là hồi xưa giờ một mối tình một. Dạ. Là cái gì mình thất bại một lần là mình sợ luôn tới giờ. Tại vì sau khi mà cái chuyện nó trải qua thì em nghĩ là mình nên có tự chủ về tài chính để không có phụ thuộc vào đàn ông nhiều. Thành ra em cố gắng học, cố gắng làm để kiếm được nhiều tiền. Bây giờ đã có được nhiều tiền chưa? Dạ vừa đủ. Vừa đủ rồi ha. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân, muốn lập gia đình chưa? Mẹ muốn. Cũng mẹ muốn nữa chứ mình chưa muốn hả? Dạ em nghĩ là cũng tới lúc rồi. Thì sau khi mà mẹ thuyết phục thì em cũng quyết định đến tham gia chương trình. Hồi xưa bạn có cái trở cái mối tình của bạn là bạn hẹn hò ở đâu? Dạ trước kia mối tình của em là học sinh chị. Thành ra em hồi hẹn hò chắc là ở quán cóc kế bên trường. Nếu hôm nay mà mình kết hợp với cái anh bên kia thì mình mong muốn mình sẽ hẹn hò với anh ở đâu? Em muốn hẹn hò ở mấy chỗ event làm từ thiện chị. Ủa? Tại sao? Dạ tại em thích làm từ thiện. À đây cũng là một ý kiến hay, anh Linh thấy đặc biệt không anh Linh? Em thấy đặc biệt đó. Đấy. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà tính luôn hết á là hai, còn nếu mà tính mối tình mà hai người yêu nhau á là chỉ có một thôi, còn cái tình còn lại là đơn phương. Bạn thích hẹn hò đâu nhất? Thường là những nơi nào mà lãng mạn như là rạp chiếu phim rồi cà phê, nhà hàng. Có bao giờ bạn xem phim bạn làm theo phim chưa? Có rồi, đang xem phim đến cảnh hôn cái mình bắt chước nhân vật mình hôn luôn. Chưa, cũng có ý đồ nữa à. Ý đồ. Bạn thấy mình có ưu điểm như thế nào? Ưu điểm của em là em là hèn, tốt bụng, không có hút thuốc, nhậu nhẹt, la cà. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là lười. Em thích gì về bạn gái của em? Em thích một người cũng hèn, tốt bụng, rồi biết nữ công gia chánh. Ồ, Nhi có biết nữ công gia chánh không? Không dạ, biết. Thích bà gì ở bạn gái cho đó? Không thích bạn gái là nhiều chuyện. À Nhi nè, nhưng mà chị hỏi một chút, hồi nãy giờ thì em hay nhắc đến mẹ em nhiều. Thế hôm nay em đi mẹ có ủng hộ tinh thần em không? Dạ có, mẹ em có đi chung. À có đi chung luôn hả? Đâu dạ. Mẹ em đâu? Dạ, chào cô. À hôm nay cô đi theo ủng hộ con gái mình thì cô có đặt ra tiêu chí gì về cái người bạn trai hay là người rể tương lai của mình không? Cái tiêu chí thì để cho cháu nó tự đặt thôi. Chứ dạ. Mình cũng không có áp đặt nó nhiều lắm. Dạ có nghĩa là miễn cháu thích là được. Đúng rồi, miễn mà cháu cô, thích là được. Trước tiên là cô dòm cái thầy giáo bên kia thì cô cái cảm nhận đầu tiên thì cô thấy là được hay không? Nếu mà nhìn bề ngoài đó thì là coi như là thấy cháu bên đây cũng hiền, dễ thương. Nhưng mà tánh tình với đạo đức thì chưa biết. Dạ. Cô ơi, ngày xưa đó cô hẹn hò nhau nó có hiện đại như giờ không cô? Hồi xưa đó thì khi cô có gia đình thì cô đâu có hẹn đâu. Tại vì gia đình hả, hai bên cũng như là làm mai làm mối rồi chịu thôi hà, chứ đâu có hẹn hò đâu. Biết mặt lúc đó cô yêu chưa? Tại vì ông xã vừa cao lớn vừa đẹp trai. Vừa thấy là thành đẹp trai cao lớn là đồng ý liền hả? Tại vì hồi đó lúc cô còn trẻ đó thì nói thiệt, nếu mà tìm bạn đó cũng có nhiều người thích lắm, nhưng mà tìm không được tại đa số lùng lùng không hà. Mình lại cao nữa, thành ra khi mà gia đình giới thiệu thì thấy ông xã cũng cao hơn, rồi mặt mày cũng nói chung là sáng sủa, rồi ăn nói là cũng gia đình cũng giữ ý, chứ mà hồi đó không có biết tánh tình, không có hẹn đó. Hò giống vậy không có hiểu nhau giờ rồi. Trẻ thì hẹn hò chứ hồi xưa thì không có hẹn hò. Cảm ơn cô. Bây giờ cuối cùng là bạn mong muốn cái mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ em mong muốn bạn trai của em hiền,
không có lười biếng. Xong rồi hiếu thảo với ba mẹ. Với lại thêm cái quan trọng nữa là ảnh phải xấu hơn em. Sao vậy? Ảnh đẹp hơn em, mất thôi em theo giữ ảnh em mệt. Nó mình đã xấu hơn em, an toàn ở nhà. Tốt. Gì kỳ vậy? Nhưng nếu ngược lại vậy thì nếu mà bạn đẹp hơn anh đó thì anh đó anh lại không có tự tin rồi anh đó lại phải đi theo giữ bạn nữa hả? Không, em chung thủy. Sao biết được? Không, em đảm bảo em chung thủy. Em đảm bảo em chung thủy. Dạ, từ đó giờ em mới quen có một người là em chung thủy. Chị rất là thích cái quan điểm của em, mà cái chỗ này hơi lạ, chị thì không thích rồi, chị phải đẹp chị mới lấy, nhưng mà chị thấy em rất là lạ là lại muốn kiếm chồng mà người đó phải xấu hơn mình. À, để chị coi cái bên này xấu hơn em nhiều hay ít. Dạ. Chào chị. Dạ, chào thầy. Thôi vậy xấu hơn. Chắc chắn là xấu hơn rồi. Vậy được rồi. Vậy được rồi phải không? Nhưng mà thầy làm biến quá không có được. Không không, cái này là lời chứ không phải làm biến, có nghĩa là không tự là nhưng mà chỉ cần kêu làm là sẽ làm. Thầy cao 1m mấy? 1m70. Thầy thiếu ăn cho thầy ốm vậy? Không ăn nhiều mà vẫn không mập. Bây giờ sao cho nó mập? Cưới vợ. Thầy, thầy. Rồi, chúc mừng thầy sẽ lấy được một cô vợ xinh đẹp. Nhớ đừng có quên ông Mai bà mối này nghe. Rồi chắc đó là tôi về tôi nói tốt giùm, còn cái chuyện là cái duyên của thầy nữa, một hồi trao nhau ánh mắt rồi đó coi sao. Nói chung là thầy giáo rất là vui, rất là hóm hỉnh. Bây giờ nghe kia nói nôn không? Nôn quá, kéo màn lẹ đi anh. Hả? Rồi để anh xem thế nào nha. Chào bạn. Chào anh. Hồi nãy tôi rất thích cái chỗ mà bạn nói là em là em chung thủy, phải không? Chắc chắn được đó đúng không? Dạ. À, rất là đẹp gái ha, rất là xinh xắn, đẹp cao ráo giống mẹ vậy ha. Có thích chồng lùn hơn mình không? Dạ không. Ủa sao vậy? Em muốn lấy chồng để cải tạo nồi giống mà lùn hơn em là sao cả. Thôi đi về bên kia đi. Ba sẽ gặp mặt nhau. Dạ. Mở màn lên. Hai phút bắt đầu. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. À, người ta nói lady first, em có gì muốn hỏi anh trước không? Dạ, anh có hiếu thảo không? Hiếu thảo hả? Cái này là anh rất là hiếu thảo luôn. Dạ. Rồi anh có thích đi làm từ thiện không? Từ thiện hả? À, anh cũng thích, nhưng mà từ trước đến giờ là anh chưa có cơ hội đi lần nào hết. Chưa bao giờ làm không? Chưa có cơ hội để đi. Dạ. Tại vì thật ra mình không cần phải đi, mình có thể quyên góp cho một cái hội nào đó. À, người đó ta cũng có thể giúp mình. Cũng không rành mấy cái đó. Cái đó thì anh Quyền Linh rành lắm, anh Quyền Linh đi từ thiện nhiều lắm. Dạ. Để sau này mà hỏi anh Quyền Linh. Hỏi em cũng được. Hiện giờ thì anh yêu thương ai nhất? Thấy em là ba mẹ trong gia đình đó. Dạ không, em không có ý gì hết. Anh có thể thương bất kỳ ai mà. Tại thời điểm hiện tại anh thấy anh thương ai nhất? Thời điểm hiện tại hả? Dạ. Thời điểm hiện tại là dĩ nhiên là thương ba mẹ nhất rồi. Không. Tại ở đây nè, thương ai nhất ở đây nè. Ở trong trường quay này hả? Ừ. Trường quay là thương em nhất. Nói vô vấn đề liền vậy đó. Nếu mà kết hôn trong bao lâu thì em muốn có con? Dạ cái đó tùy theo ơn trời cho, khi nào nó có thì nó có chứ. Cái đó tùy theo năng lực của anh. Không nhưng mà theo... Chúng ta có 3 tiến đến. Chuẩn bị. 1 2 ba. Hết thời gian. Tại sao bạn không nhấn nút? Hơi bất ngờ đó bạn. Dạ tại vì thật sự em rất là ghét đàn ông lười biếng. Với lại ảnh không có biết làm từ thiện, em thấy hai tụi em không có cùng chí hướng, thành ra em cũng người ta tính. Chưa làm chứ chưa làm mà không làm đâu. Và bây giờ mới thấy được cái việc làm từ thiện lợi hại cỡ nào. Phải biết đó làm từ thiện sớm ha. Thôi về tập làm đi rồi ta kiếm cơ hội sau. Bạn có buồn không? Buồn. Buồn đúng không? Một người phụ nữ rất thông minh, một cô gái cái tâm rất là tốt. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Biết đâu cái duyên lại tới đúng không? Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đến với phần quay số 1. Nhưng mà nhảy thì liên quan đến rất nhiều người đàn ông. Không thì đi học em phải đi chung với ai cho đi nhảy người khác. Đi chung nhưng mà nhảy với người khác thì sao? Không cho. Không cho hả? Dạ. Men không? Men 99% chị. Vậy 1% còn lại để làm gì? Để khi mà vợ nó giận. Thì sao? Thì phải chùng xuống. À, khi vợ giận chùng xuống.
Ủa nhưng mà sao tự nhiên sao mới vừa gặp nhau chưa có đồng ý chưa hẹn xem phim rồi rủ gặp một cái người không hợp thì sao? Dạ thì họ có thể lấy hai vé đó đi coi người khác. Dạ em tên Ngọc Ẩn ạ. Ẩn? Dạ. Ẩn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 25. Đang làm công việc gì? À, em hiện tại là nhân viên ngân hàng ạ. Xin chào bạn ở Ẩn. Ở Ẩn. À quên, Ngọc Ẩn. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Dạ chào anh. Mời bạn ngồi. Dạ cảm ơn anh. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Hoàng Kim Sơn. Hoàng Kim Sơn. Dạ. Tên ấn tượng ha. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi rồi. Làm nghề gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh của phân phối nội thất ạ. Phân phối nội thất. Dạ. Có ai nói bạn đẹp trai chưa? Dạ nhiều anh. Hy vọng là ngày hôm nay cô gái bên kia nói mới là điều quan trọng ha. Dạ. 25 tuổi luôn hả anh? Đúng rồi, 25 tuổi luôn. Ẩn nè. Dạ. Chắc là ở Ẩn quá, năm năm mới không có bạn trai đúng không? Chứ em quá xinh quá dễ thương như vậy. Dạ. Sao không có bạn trai được? Dạ, em nghĩ là duyên chưa tới đó chị. Duyên chưa tới, dạ. Đâu lúc mình phải sắp xếp cái nhân duyên của mình chứ. Thế từ trước giờ có bạn trai chưa? Dạ em có hai mối tình rồi. Hai mối tình. Dạ. Rồi. Bạn mơ ước một đám cưới như thế nào hả bạn Ẩn? Em thích mặc một cái váy trắng trong một không gian ấm cúng và rất là nhiều hoa hồng trắng. Và cô dâu chú rể có thể là khiêu vũ với nhau. Trời ơi hấp dẫn quá, thật là lãng mạn chứ. Bạn trai, bạn mơ ước cái đám cưới của bạn như thế nào? Tiên thì cũng có áo dài khăn đóng cho nó truyền thống chứ. Dạ, xong rồi có thể là một cái sảnh cưới theo phương Tây. Thì cũng như bạn kia nói thì hoa hồng trắng rồi cò hạt gì trên đầu sao gì đó. Đó lung linh dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, ba mối tình. Lý do tại sao bạn mình lại chia tay? Dạ, thì người đầu tiên thì là hồi còn đi học sinh thì mối tình đó học sinh nó không tới được. À, mối tình nó thoáng qua đúng không? Dạ, không có thoáng qua anh cũng lâu á. Mối tình thứ hai thì em quen online thì nó cũng như vậy thôi, nó không có thể nào nó kết chặt được. Mối tình thứ ba thì người đó họ đi du học nên thì xa nhau thì người ta cũng buồn, người ta cũng không muốn tiếp tục. Hai mối tình của bạn thì trải trong thời gian bao lâu? Hai mối tình của em thì nó khá là ngắn, là 6 tháng. Hai cái đều 6 tháng hết? Cả hai đều 6 tháng. Ồ, sao lại nhanh vậy? Dạ, cái này giống như khi yêu thì mình không biết được lý do, thì khi chia tay mình cũng không hiểu được lý do. Có thể nhẹ nhàng đến là nhẹ nhàng đi. Vậy bây giờ mình mong muốn cái người bạn trai thứ ba của mình là một người như thế nào? Thứ nhất là phải là người sống có trách nhiệm. Tức là nói được là phải làm được. Và nhiều đôi khi là mình làm được nhưng mà mình không cần phải nói nhiều. Ít nói thôi, nói ít mà làm thì nhiều. Không thích cái điều gì? Không thích đó là người đó không chung thủy. Rồi bạn nam, yêu cầu bạn nữ bên kia bạn thấy sao? Dạ em thấy cũng bình thường thôi. Bình thường đúng dạ. Không? Theo bạn thì bạn thích người phụ nữ như thế nào? Em thích một người phụ nữ hiền lành, đảm đang, có thể làm được việc nhà, chăm sóc con cái. Cũng đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản thôi. Bên kia thích người đảm đang đó, em có biết làm việc nhà không? Em rất thích nấu ăn. Nấu ngon không? Dạ, em nấu thì rất là đẹp nhưng mà ăn không được. Là sao? Dạ, nấu rất là đẹp là tại sao? Tại vì em hay chế biến á chị. Tức là một món thì em hay chế biến cho nó thật là lạ và thật độc đáo. Em kết hợp nhiều vật liệu rất là ngon nhưng mà nó lại ra một thứ rất là dở. Dạ. Tức là thích sáng tạo chưa tới đúng không? Dạ. Rồi. Em không hiểu tại sao. Rồi những lúc rảnh rỗi thì mình thời gian mình làm gì hiện tại bây giờ? Hiện tại thì em đang đi học cho nên chưa có nhiều thời gian. Nhưng mà nếu có thời gian thì em thích đi học nhảy. Học nhảy? Dạ. À để hôm đám cưới là hai vợ chồng dạ, nhảy với nhau đúng không? À, bạn trai bên kia có thích học nhảy không hay là có biết nhảy chưa? Dạ xưa em cũng có học nhảy mà em học ít lắm. Em không học nhiều. Nhưng bây giờ người phụ nữ của đời bạn thích học nhảy thì bạn có cho không? Dạ thì gió theo chừng nào mình theo thôi chứ sao vậy anh? Nhưng mà nhảy thì liên quan đến rất nhiều người đàn ông. Không thì đi học em phải đi chung với ai cho đi nhảy người khác. Đi chung nhưng mà nhảy với người khác thì sao? Không cho. Không cho hả? Dạ. Bây giờ rủ hai người vợ chồng đang đi khiêu vũ nè. Rồi cái một cái bạn nam ở đâu đó tới mời bạn gái bạn nhảy. Thì lúc đó bạn xử trí như thế nào? Thì nếu mà họ chỉ muốn nhảy bình thường thì không sao hết. Miễn người kia đừng có ý định gì đó xa hơn. Sao biết được, trước mặt bạn người ta chỉ mời nhảy thôi. Nhưng mà lúc ta đang nhảy người ta có ý định. Lúc đó mình sẽ vô giải quyết cái gì. Giải quyết sao? Theo bạn hai người ta đang nhảy lễ vô kéo ra. Thì ấy anh phải vô chứng tỏ cái này là thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh không được.
Vô nói luôn vậy đó hả? Dạ. Gan vậy đó hả? Thì bình thường á. Vậy là bạn ghen lắm nè. Nhìn mặt là trai mà ghen lắm nè nha. Có ghen không? Bên đó có ghen, ghen không? Bên này xinh gái lắm nha. Chị nghĩ là em có rất nhiều người đeo đuổi. Em có đào hoa không? Dạ không, em rất là chung thủy. Chung thủy là một chuyện, nhưng mà em chung thủy là bản thân em, nhưng mà người ta ve vãn em á. Có nhiều đối tượng ve vãn em không? Không nói được chị. Sao cái không gì cũng không nói, phải nói cho bên kia người ta biết chứ. Chắc chắn là có rồi đúng không? Dạ, nhưng mà ý là em như thể hiện rõ cái thái độ của mình, nên là rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Thật không đó? Dạ. Thường ít phụ nữ nào mà như vậy lắm. Tại vì người phụ nữ mà có càng nhiều người thích mình càng khoái chứ không bao giờ mà mình... Không, em không khoái, em thích một người nữa. Thích và một người đó phải phù hợp. Đúng không? Dạ. Đó, người đó thích em lắm đó. Dạ, em không thích gì ở người đàn ông? Tính đàn bà quá. Tính đàn bà là sao? Là hay tính toán rồi không được mạnh mẽ, bản lĩnh. À, em thích tính gì nhất của người đàn ông? À, sống có trách nhiệm. Có trách nhiệm? Dạ. Rồi chờ xíu em hỏi coi có không nha. Em có là người sống có trách nhiệm không? Sống trách nhiệm mà sao anh? Ai biết, chị hỏi gì đó. Thì tụi em suy nghĩ em trả lời thôi. Không, chị nghĩ bên đây mạnh mẽ lắm. Tại vì á, lúc mà thấy người ta mà cua em là tới và thể hiện đây là thuộc quyền sở hữu của tôi. Đó, thấy vậy là mạnh mẽ rồi, man lắm đó. Thì những gì em làm em phải có trách nhiệm chứ, không thể nào làm nửa chừng em bỏ được. Ví dụ giờ lỡ có con với người ta rồi có trách nhiệm không hay bỏ luôn? Phải cưới với anh. Thôi mà cái đó không có được nha. Phải cưới rồi mới có con, anh Linh đừng có vẽ đường cho Hùng chạy bậy tầm bạ. Phát biểu lung tung. Chào em. Dạ chào chị. Đẹp trai nhỉ. Trời cười xinh quá. Quay cái mặt nguyên qua đây coi coi gì có nửa bên vậy. Dù khi bên kia bị lát hay là gì không? Quay cái mặt coi tôi nhìn coi tôi về tôi nói nè. Mày giống Cao Minh Đạt nè. Ờ, này Cao Minh Đại. Trai, dễ thương phải chịu trách nhiệm nha. À. Trung thủy, man lên. Bên này không có thích người yếu đuối đâu nha. Không thích người ẻo lả. Dạ, chắc man không? Man 99% chị. Vậy 1% còn lại để làm gì? Để khi mà vợ nó giận. Thì sao? Thì phải trùng xuống. À, khi vợ giận trùng xuống. Dễ thương lắm em, dễ thương lắm. Được, được, được. Thấy được rồi đó. Được, được, được. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị cho hai người gặp nhau đi. Cặp đôi này thấy có nhiều tình tiết hợp lý với nhau lắm. Chúng ta sẽ kéo màn lên. Xin mời. Hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau, trao đổi với nhau và quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không. 2 phút bắt đầu. Dạ, dạ. Rồi, anh tặng em món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Anh tặng gì vậy? Dạ, 2 vé xem phim chị. Bé xem phim tối nay 7 giờ luôn chị. Trời ơi. Dạ anh Sơn có thích đi du lịch không? Có, anh hay đi du lịch lắm. Anh thích du lịch kiểu là mình đi dạng bụi hay là dạng ngoài nghỉ dưỡng? Kiểu nào anh đi cũng được, nhưng mà thường anh thích nghỉ dưỡng hơn. Em thích kiểu bụi hơn. Tại vì anh nghĩ là lâu lâu mình có cơ hội thì mình xả stress hay gì đó. Đừng tức là sẽ thư giãn hơn đúng không? Đây là phim gì vậy anh? Equalizer. Là thể loại nào? Hành động. Hành động. Anh thích phim hành động hả? Không, tại anh trước khi đi anh lựa coi phim nào điểm cao anh mới mua. Ủa nhưng mà sao tự nhiên sao mới vừa gặp nhau chưa có đồng ý chưa hẹn xem phim rồi rủ gặp một cái người không hợp thì sao? Dạ thì họ có thể lấy 2 vé đó đi coi người khác. Em nghĩ là tối nay em sẽ đi coi phim một mình hay là đi coi phim với bạn ấy? À, chị chút nữa biết chị, chút nữa. Còn nước kẹt quá em rủ chị Cát Tường đi kìa. Dạ cũng anh được. Cũng dạ. Được. Anh có thích nhảy không? Nhảy à? Anh thì ít khi nhảy nhưng mà nếu ai rủ thì anh cũng nhảy thôi. Còn kêu anh thích thì anh chưa chắc gì anh thích. Rồi hết thời gian. Chúng ta sẽ cảm nhận nhắm mắt lại và có đồng ý hẹn hò hay không. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sẵn sàng. Đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò? 1 2 và 3. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn gái nhấn chậm vậy? Dạ em ấn mạnh, ý là em ấn hoài nó không có vô. Bạn có lo mà nó không vô luôn không?
Dạ cũng có. Nếu mà lỡ mình ấn nó không vô, nó không cháy đèn đỏ lên là cũng tiếc lắm đúng không? Nhấn lại đó. Hả? Không nhấn lại. Mà nắm tay bạn gái đi. Có cảm nhận thế nào về buổi gặp gỡ đầu tiên này? Nó không ít nói mà không vơ lẹ chứ trời. Ít thôi hành động nhiều chị. Nói chung là chúc mừng buổi đầu tiên gặp mặt, chúng ta đã có nhiều cái suy nghĩ chung. Hồng ha. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu như là anh chơi đua đòi quá. Phụ nữ ăn chơi đua đòi hả? Dạ. Yên tâm đi, bên đây ta giáo viên là không có vụ ăn chơi rồi. 3 năm rồi. Mà 3 năm rồi em không có mối tình nào khác luôn. Dạ. Thiệt luôn á hả? Em thì kiểu như là nói chuyện rồi là đấy thôi chứ không có yêu ạ. Anh làm vậy có được không nhỉ? Được. Được. Bên nhà gái tôi đồng ý rồi. Cái đó là hôn con. Hôn đây là hôn con. Đây nè, ở đây. Hôn ở má. Đó. Rồi bây giờ thì hai bạn đẹp đã vậy? Giới thiệu lớn lên nha em trai. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái ở phía bên kia và chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên là Nguyễn Văn Thành, em năm nay 25 tuổi. Em thì sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng mà hiện tại thì gia đình đang sinh sống ở Đắk Lắk, còn em thì đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì em đang làm nhân viên giám sát thi công và phát triển mặt bằng của công ty. Còn em sao nè? Dạ, em kính chào chị Hồng Vân ạ, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Nhung Nguyên ạ. Năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra ở Hà Tĩnh và đang làm giáo viên tiểu học tại quận Bình Tân ạ. Vậy là đồng hương á. Đồng hương đó. Đúng không? Hai bạn biết nói tiếng địa phương á, nói với nhau đi dễ thương á. Em sợ nói vậy rồi anh chị với quý khán giả đây không nghe được thôi. Không nghe trời ơi. Anh nghe tiếng Lào luôn chứ đừng nói. Em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi, rồi nói thử bằng tiếng quê mình nào. Em thường theo như mọi người nhận xét thì em rất là hoa đông, vui vẻ và rất là hiền. Em cũng biết nấu ăn và biết thêu thua đán lạc đi ạ. Còn cái điểm yếu? Còn điểm yếu của em thì nhiều khi trong công việc hoặc là trong đời sống, nhiều khi em không có được kỹ lắm, nhiều em làm hơi nhanh nên là có hơi bị mắc lỗi ạ. Dạ. Hôm nay em bị cảm nên là hơi bị khan tiếng đi ạ. Trời ơi, dễ thương quá em ơi. Bên kia nói nghe coi nè. Điểm mạnh của em thì là cùng hoa đông, vui vẻ, nói chung là tự tin được đám đông. Còn điểm yếu của em thì hay quên, với lại là đôi lúc nó hơi nóng vội một xíu ạ. Trời, Linh biết không, hai bạn này á mà nói cái tiếng quê hương với nhau, tiếng quê mình với nhau là tự dưng là các bạn sẽ có cảm xúc khác liền. Thấy đúng bạn rồi. Nữ bên đây nghe bạn nam nói mà gọi là nghe chăm chú mà mỉm cười vui vẻ. Mình nghe đồng hương mình nói tự nhiên mình rất là cảm động ha. Cưng lắm luôn. Rồi bây giờ em nói đi, đường tình duyên thế nào nè em trai? Là đường tình duyên thì em có trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối hả? Hai hai mối tình thì thời sinh viên, còn một mối tình thì gần đấy ạ, quen nhau 2 năm. Hai năm cũng dài đó. Dạ. Tại sao chia tay? Kiểu như khi mà mình quen nhau lâu, mình cảm giác nó quen thuộc quá thì đôi lúc mình có đôi lúc mình hơi lỡ đánh, mình ít quan tâm bạn gái lại thì khiến bạn gái buồn và bạn gái chia tay em. Tức là thấy cảm giác quen quá thôi, không cần quan tâm, không cần chăm sóc đúng không? Trời ơi Linh, mới có 2 năm mà lâu cái gì không biết nữa. Bây giờ phải rút kinh nghiệm cho cái mối tình tiếp theo nghe chưa? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, còn em thì trải qua một mối tình ạ. Được khoảng tầm 6 tháng. Thì lúc đó em ra trường rồi. Thì cũng quen như vậy nhưng mà cũng không xác định. Vậy là người đó thì rất là khó tính ạ. Vậy là ra trường. Thế là khi mà em vào Nam lập nghiệp sinh sống thì chia tay ạ. Chia tay cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Mà 3 năm rồi em không có mối tình nào khác luôn. Dạ. Thiệt luôn á hả? Em thì kiểu như là nói chuyện rồi là đấy thôi chứ không có yêu ạ. Em xinh vậy á, chị nghĩ là chắc nhiều người nhào vô lắm á. Tại vì ở trong môi trường làm việc của em là giáo viên tiểu học nên là ở trong trường thì rất là ít thầy ạ, toàn là cố. Chị rất là hy vọng khi mà tụi em mở rào ra là tụi em sẽ là một nửa của nhau. Đầu tiên nghe hai cái giọng này là thấy cưng rồi đó. Rồi, bây giờ bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng bình thường lắm, em chỉ cần bạn nữ cao cỡ 1.5 m đổ lên. Đơn giản vậy thôi. Ngoại hình thì cũng bình thường thôi.
À, quê thì nếu mà được miền Trung nhà em thì quả là tuyệt vời rồi. Thì là quê rồi mà còn dạ thì bởi vậy lúc mà vừa nghe giới thiệu nghe kêu này quê Hà Tĩnh là thấy cũng thích rồi. À, ngon dạ. Ha. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không. Không ha. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu như là anh chơi đua đòi vậy. Phụ nữ ăn chơi đua đòi hả? Dạ. Yên tâm đi, bên đây ta giáo viên là không có vụ ăn chơi rồi. Kiểu như mẫu mực xíu. Mẫu mực ha. Còn em nè, rồi em sao nè, em mong muốn nè. Điểm mà em không ứng ở người bạn trai là nếu bạn ấy ra trường nói được mà không làm được ạ. Dạ, vậy là tình nóng thì em không thích. Nhưng mà em muốn người đàn ông mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Em thì không có hình mẫu lý tưởng, nhưng mà không tâm cao trên 1m65 á. Mà đứng đắn chững chạc ạ. Đứng đắn chững chạc. Biết suy nghĩ ạ. Có cần đẹp trai không? Có cần không? Bình thường được rồi ạ. Bình thường được rồi. Không cần đẹp trai. Rồi tôi qua đi, tôi xem kìa. Hơn mức bình thường. À, tôi... Nói chung là cũng hot boy lắm á. À. Đây coi này nè. Coi rồi hết thằng trai đi. Quay tôi coi mặt. Đó. Trời. Sáng thôi, sủa lắm à. Nói chung là hôm nay là bên đàn trai bằng đàn gái là coi như là 1910 ha. Bên đó cũng hột xoàn đá quý, bên đây lấy cũng phải bù của. Thôi nói chung là ok rồi đó. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Mẹ cho ý kiến coi nè mẹ. Xin chào MC Quyên Linh, xin chào MC Hồng Vân. Chào khán giả trong trường quay, chào cháu. Cô ạ. Tôi là mẹ của cháu Thanh, đến từ Đắk Lắk. Bạn gái bên này thì rất xinh, rất dễ thương. Nói chung là mẹ là ứng lắm rồi đó. Mẹ ứng lắm rồi đó. Mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nhất là mình ở cùng quê, cùng cảnh thì nó hiểu nhau hơn. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn mẹ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với phụ huynh lớp em ạ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và tất cả quý khán giả. Chị thấy bạn bên đây thì nói chung là về đẹp trai thì thế là đẹp trai rồi đó. Còn tính cách thì như thế nào thì hai em thì cứ cho nhau cơ hội rồi mình sẽ tiến tới sau này như thế nào đó thì tính sau. Rồi, cảm ơn em. Dễ thương quá. Tôi thấy là mở liền đi, tại vì tôi muốn hai đứa nhỏ này nó gặp nhau quá mở đi ông rào. Nói ơi, mở rào đi. Trai tài gái sắc gặp nhau nha. À chào em, cái đấy là bơ Đắk Lắk ở nhà anh trông được đến là mẹ anh là hải lên để tặng cho em á. Em cảm ơn anh ạ. À. Và em có một bức tranh tặng anh ạ, em thiêu trong vòng 1 tháng ạ. Và bức tranh này có ý nghĩa là chúc anh trong cuộc sống và công việc là mọi việc đều như ý ạ. Trời ơi, giỏi quá, các tình ý. Đây. Wow. À, có 4 dòng thơ em viết tặng anh về quê hương em ấy. À, rồi. Xứ Nghệ ơi, quê hương bao thương bao nhớ, nơi có mẹ cha dưỡng dục sinh thành, nơi sinh ra câu hò điệu ví, sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh. Anh cũng có chuẩn bị một bài hát nhưng mà tại do là lên đây rúng quá nên là chắc anh hát được đến đoạn nào thì đến đoạn đó thôi. Là anh xin hát bài về xứ Nghệ cùng anh. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi quê anh thăm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Hát gì cao như vậy? Hai đứa ngồi đi để nói chuyện với nhau đi. Em có về xứ Nghệ với anh không? Rồi, nghe câu đó hay trời quá. Ôi mà hai đứa này nó đẹp giống như là nghệ sĩ vậy ha, tài tử điện ảnh rồi ha. À, lần đầu gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Anh trẻ, rất là trẻ ạ. Trẻ? Ít tuổi hơn đúng không ạ? Đúng rồi, em hơn anh 1 tuổi. Người ta nói, đúng rồi. Dạ, anh ở huyện Mô, Hà Tĩnh ạ? Anh thì ở Thạch Hà. Thạch Hà gần em, Cán Lộc gần. Cán Lộc, dạ. Vậy nếu mà quen nhau thì anh thì xác định khi nào đến hôn nhân ạ? Tầm cỡ 1 năm thì khoảng thời gian đó là chắc đủ dài để hai đứa hiểu nhau. Em không biết nhưng mà em đi bói người ta bảo là em 29 tuổi lấy chồng, hôm nay 28 rồi. Ủa vậy? À thì đúng rồi đó, từ nay đến đó là vừa đủ 1 năm rồi đó. Ủa kỳ ta, nếu mà em là 94 hả? Khai sinh là 94 nhưng mà tuổi đẻ là 93. À 93, dạ. À vậy gái hơn 2 thì cũng được mà.
Em quen một người ít tuổi hơn thì em suy nghĩ sao? Thấy bình thường, tùy vào hai người cảm thấy tình cảm như thế nào. Thì anh xác định là nếu mà đến được với nhau thì anh sống sinh sống ở đâu ạ? Nhà anh thì còn anh với mẹ anh thôi. Hướng của anh thì anh vẫn muốn là lập nghiệp ở trong miền Nam này. Còn biệt hướng của em thì như thế nào? Em ở trong này cũng quen thôi. Tại vì khi em vào thì bây giờ có chị và em gái học ở trong đấy luôn. Thì bây giờ chị và em gái cũng gần em luôn ạ. Về này có nghe câu là em là kiểu như đi làm có thời gian đó. Ví dụ như nếu mà hai người quen nhau thì một tuần em gặp anh mấy lần? Dạ, thứ bảy chủ nhật em phải. Còn lại là ngày thường là em bận hết. Dạ. Sở thích của anh là gì ạ? Sở thích anh thích nhất là kiếm tiền. Anh thích kiếm tiền và anh thích sai những đồng tiền anh kiếm ra. Anh ngay đi làm tối anh đi chạy xe ôm. Ôi cưng quá vậy. Còn em thì sao? Bình thường để mời thì mình có nghe nhạc. Rồi mình rảnh rỗi thì mình gọi về nhà. Có thích đi chơi không? Có thích đi du lịch đâu đó? Có thích đi du lịch. Ví dụ mà người yêu rủ đi du lịch thì có đi không? Du lịch gần như xá thì khi nào xác định cưới hoặc là gì đó rồi thì mình đi. Còn hẹn nhau đi. Về Hà Tĩnh một ngày không xa đi. Yeah. Mình tiến tới, mình nắm tay với nhau, mình cảm nhận và nói những cái gì suy nghĩ về đối phương. Một câu sau rồi mình kết thúc, mình bấm nút nào. Em nắm đôi tay em cảm nhận sao em nói làm nhiều. Đúng sự thật là sơ vô tay nó có nhiều vết chai chứ không phải là nó mềm như những bạn khác. Khô đúng không? Khô đấy. Rồi. Bạn này rất là siêng và rất là chịu thương chịu khó. Cái mặt đẹp vậy tôi không có nghĩ là bạn chịu thương chịu khó vậy luôn á. Cưng quá à. Cả hai đứa luôn á. Sao? Nghĩ gì về người đối diện? Em cảm nhận anh ấy thế nào? Em thấy tay anh ấy lạnh. Lạnh hả? Dạ. Làm cho tay anh ấm đi. Nắm đi, nắm tiếp đi. Rồi em trai. Cảm nhận em gái thế nào? Nói chung là tay bạn ấm áp. Người ấm áp, người lạnh ngắt. Được rồi đó. Bây giờ đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm và quyết định xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nửa bánh ghép đó sẽ thể hiện bằng cái nút bấm. Nếu mà các bạn thực sự mà cảm mến nhau á, thì cũng không cần phải đến nút số 3 thì mới bấm nha. Nút số 2 là có thể bấm được liền. Ví dụ bây giờ là 2 nè. 3. Đó, thấy không? Biết là bấm mà. Lúc bên đây kỳ quá. Bấm mà cũng nhẹ nữa, nhẹ nhàng. Cô giáo bẽn lẽn dễ thương nha. Mắc cỡ, chàng trai cũng vậy. Hôm nay các bạn rất là hợp với nhau, anh thấy gương thiệt mặt đó. Thiệt đẻ con đẹp lắm nè. Mẹ thấy không? Xứng nó đẹp ghê không mẹ? Thiệt, không bấm là tôi tiếc dữ lắm luôn á. Nắm tay nhau đi. Rồi nói với ba mẹ cô gái, gia đình cô gái đang xem đó. Mình nói chuyện với gia đình bên đàn gái trước đi. Con với lại con của hai bác có gặp nhau đây. Với giờ tụi con sẽ tìm hiểu nhau. Nếu mà một ngày mà con được về nhà hai bác chơi thì chắc là ngày đó là hai đứa con chắc sẽ tiến tới hôn nhân. Xin phép hai bác. Dạ, con chào bác ạ. Cảm ơn các bác đã đến tham gia chương trình hôm nay ạ. Mặc dù đường xã xa xôi thì hôm nay con gặp anh đấy thì cùng là một cái duyên ạ. Thì con xin bác cho hai con có một cơ hội tìm hiểu nhau ạ. Rồi, bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của em nè, đôi má hồng hồng nè. Em nghĩ cái đó thì mình nên nó riêng tư một xíu chị ạ. Dạ không anh, cái này là cái format của chương trình tôi rồi anh. Cái riêng tư anh làm chuyện gì tôi không biết. Bây giờ format chương trình lại anh phải hôn cái hôn đầu tiên lên má của bạn gái anh nha. Rồi. Anh làm vậy có được không nhỉ? Được. Được. Bên nhà gái tôi đồng ý rồi. Cái đó là hôn con. Hôn đây là hôn con. Đây nè. Ở đây. Hôn ở má. Đó. Cỡ, cô gái mắc cỡ dễ thương quá à. Chúc các bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến kết quả tốt đẹp. Bơ Đắk Lắk chín ngon lắm, mình lột ăn ngon lắm. Ừ.
Em có về xứ nghệ với anh không? Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có những cái nụ cười, những niềm vui. Và chắc chắn hạnh phúc sẽ sớm đến với họ thôi quý vị. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. À. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm. Đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn? Dạ, cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời, bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký. Bạn muốn hẹn hò, cậy nhờ ông Mai, bà mối trợ giúp. Nếu thoát được ế, cảm ơn vạn lần. Em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. À, em làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ, quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ, mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. À. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm. Em học dược trung hay là? Dạ, dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc, mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn, học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân để kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y, nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. À, xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét á hả? Dạ đúng rồi. À, người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tánh tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của em. Tánh tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Oh. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó. Dạ. Không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ dạ. Anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có mối tình nào luôn. Dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có, thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen khoảng bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái làm sao? Dạ em có 3 mối tình. À, mối tình sâu đậm nhất, dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Thì công tác cũng xa rồi lăng nhăng không phát hiện nữa. Được. Rồi ơi, bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Ô, chào em gái xinh đẹp. Chào, chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình bạn muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. À lúc đăng ký bạn muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. À dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi. Coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên luôn. Anh tưởng đúng không? Đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia.
Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ, người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá, vừa được rồi. Dạ, không có đô lắm rồi. Đồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm, được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bà nữ bên kia cần biết gì? Em biết, em cần biết gì, em cần biết, biết gì ạ? Giống như là hẹn hò, người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó. À, dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được. Chủ động được, còn dạ. Gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực tự. Gì? Ngực bự là ưỡng sao? Ưỡng ngực, ưỡng ngực cái bự. Dạ ưỡng lên hả? Ưỡng có bự không? Cỡ anh Quỳnh Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chị dạ? Tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực cực bự chi không, em? Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đựng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Không, cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, dạ, vậy là dạ. Chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. À đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép vế rồi nha. Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, giờ người ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại một tí ạ. Bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. Mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp. Dạ, luôn. Dạ cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào? 10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất đi chỉ tiêu, giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu mà. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần ạ. Ủa, làm nó gì? Nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ á, làm dạ. Xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có bao tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng size của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. À. Em thấy thường thường trai mà để móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay vậy nè. Đứng lên đi kiểm tra. Dạ. Coi. Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Dạ. Em đủ tự tin, em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ, tự tin được. Tự thì tự bạn nói bên kia bạn có kêu là có đào tạo. Huấn luyện đào tạo đó vậy. Em cũng đăng ký đi học rồi. Được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. Dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Linh. Linh. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. Theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? Tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô vẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. Để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cầu gì nó không cô? Dạ yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. Dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn, nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. Cô chào chú. Dạ. Rồi bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ.
xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay. Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Yeah. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè, Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau, tiến lời gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia nhau sao, đúng không? Dạ, tiến tới phía trước đi cô. Chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? À? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau, nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây, Long An. Nếu như mà mình có duyên á, về làm xuôi với nhau. Hôm nay cũng muốn là đi xa để tìm hiểu. Về chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó! Trời ơi! Dễ thương quá à! Dễ thương quá! Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm cái gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió này, có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được. Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp, em rất là xinh, anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi hơi. Nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ứng ứng ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái này, thì mình, cái này thì bỏ được bình thường. Hai năm nữa thì có sao quá không? Anh tính một tại năm giờ nữa. Em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình. Còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thuốc tây khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa trời ơi, thì sao em tính chưa? Là 2 năm, em đi làm 2 năm là em dạ, đi làm. Nghỉ 2 năm là sẽ đủ. Vốn tiền thuốc tây thêm khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi ạ. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lại. Trời ơi. Không tới đâu. Anh thấy không tới. Em nghĩ là hơn á anh. Anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn vậy đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu, nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi. Thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp, tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới, là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu ạ. Dạ anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó.
Em làm ca đúng không? Làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực ạ, làm cực lắm ạ. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp. Dạ vậy anh giao tiếp thường thường mấy thùng mà. Rồi rồi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt thôi, giao tiếp thôi mà. Không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nữa đâu. Con gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? À, không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha. Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. À, tốt. Nguyên nhà nãy giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi, thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ, vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt. Nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà. À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi ơi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai cũng cô gái đưa cái má nhẹ quá. Trời ơi, nhẹ nhàng tới đó. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha. Đây là những vé xem phim. Tìm rồi, nhau chúc các bạn hạnh phúc. Nụ cười của anh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh run muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? À, kiểm tra cho em là anh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ. Dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Rồi chắc cũng đóng tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay. Nắm tay mà hồi hộp quá, anh mong muốn ngày đó sẽ tới. Gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay. Anh mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Mời bạn nữ. À mời em. Mời bạn nam. Mời đi em. Mời em gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên có 4 chữ T ạ. À. Trần Thị Thanh Thảo ạ. À. Năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Quyền Linh, anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt. 34 tuổi. Đến từ Bình Định. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì đúng vậy Đạt? Sống ở Bình Định. Bình Định là sát bên Phú Yên rồi, coi như là mình về quê chung rồi đó. Đạt đang làm công việc gì? Em đang quản lý kỹ thuật tại công ty Edwin, cơ khí chế tạo. À, cơ khí chế tạo tức là các loại máy móc đúng không? Đúng. Sao run quá vậy? Em cũng run. Rồi thôi để bạn gái giới thiệu, cái bên kia hít hơi rồi lấy hơi cho bình tĩnh nha. Ưu điểm khuyết điểm của Thảo là gì? Ưu điểm của em là dễ thương, anh nhìn rất là hiền lành, đặc biệt là biết nấu ăn, khéo léo. Em có một số tài lẻ như là biết nhảy múa,
cắm hoa và một xíu về ca hát. Rồi khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là vì em hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó, dễ tin người. Rồi em cũng đôi khi mà em cũng có nóng tính nữa thì em cũng càm ràm xíu. Rồi em trai bên kia bình tĩnh chưa? Rồi chị ơi, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình bây cho giờ nó... ta đang vô ga bên đây đó, thoải mái mạnh mẽ lên coi. Dạ, ưu điểm của em là nhớ rất lâu á, làm việc rất tập trung. Còn khuyết điểm á là làm việc quá đâm say mơ nên quên thời gian. Em hắt dơ, sợ rắn và rất ghét người bất hiếu á. Em thì hiếu thảo lắm anh ơi. Con trai cho sợ rắn rồi tự nhiên sợ vậy. Một là em chạy, hai là em lấy cây đuổi đi. Ủa em gái tuổi gì em? Em tuổi con rồng. Hả? Con rồng ghê hơn con rắn nữa đó. Đạt tuổi con gì? Tuổi con heo á, Quý Hợi á. Quý Hợi, hợp, rất là hợp. Bạn gái chia sẻ đi, đường tình trường bạn như thế nào rồi? Tình trường của em là trải qua 20 tinh ạ. Lúc mà đại học á, thì em quen được 2 năm. Sau khi mà đi ra trường thì em có quen thêm 3 năm nữa. Em cũng có quen anh mối tình đó, cũng sinh năm... cũng Quý Hợi, cũng 34 tuổi. À, bằng tuổi anh Bển. Dạ, nhưng mà khi mà em xác định tiến đến hôn nhân á thì bạn kia chưa có sẵn sàng. Bây giờ em hỏi anh bên kia, anh muốn tiến tới hôn nhân chưa? Chứ anh bên kia anh cũng chăm chú làm việc dữ lắm luôn đó. À, dạ, không biết là anh có sẵn sàng tiến đến hôn nhân không anh ạ? Sẵn sàng em ơi. Đạt cả bao nhiêu mối tình rồi Đạt? Dạ, 2 mối tình anh. Mối tình gần dễ nhất là bao lâu rồi? Cách đây 2 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Do là lúc đó là hai người tính cách không hợp. Em bận rộn công việc quá chứ là... Đó. Ít dành thời gian cho người yêu nên... Đó. Hai người chia tay. Quen mấy năm mà chia tay? Quen... 2 năm. Sao cái lý do giống như bên đây chia tay bạn trai quá vậy trời? Mà bây giờ anh muốn lấy vợ thì anh phải tập trung, có dành thời gian cho cái người bạn gái của mình để tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân được chứ Đạt. Dạ công việc em thì cũng ổn rồi chị, sẵn sàng dành cho người thời gian cho người. Sẵn sàng nha. Rồi cái mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là hiền lành, cái nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là yêu chồng thương con với biết chăm lo gia đình. Chiều cao thì khoảng 1m55 đến 1m6. Em mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ, mỗi người bạn trai của em cao là trên 1m65, mập cũng được, hói cũng được, nhưng mà đừng có hô. Về tính tinh là em thích cái người đó là vui vẻ, hòa đồng được, giao tiếp được, hiếu thảo. Em đặc biệt là quan trọng cái người hiếu thảo và không hút thuốc. Em muốn cái người đó nói chung là cũng gần tương đối giống như là ba em và anh em vậy đó. Dạ, anh Đạt, anh có biết hút thuốc hay không anh? Anh còn nhỏ giờ không hút thuốc nha. Được rồi ạ. Anh có cờ bạc không ạ? Không luôn em. Dạ. Sao em thấy anh không có dạng dĩ, không có nói chuyện được. Em cần một người bản lĩnh. Do là lên đám đông nên run xíu, nhưng anh rất bản lĩnh. Và tính anh á là chững chạc nhưng ít nói. Nhưng khi viết công việc anh rất bản lĩnh. Quản lý kỹ thuật là cũng bản lĩnh lắm á. Giờ em hát bài cho cậu nghe cho nó xôm xôm chút coi. Cho cậu nói nãy giờ cậu nói em nói ít quá. Em hát dở lắm anh. Kệ nó. Hát vui là chính thôi. Tạo không khí cho cậu yên tâm vậy mà. Bài gì cũng được. Em hát à? Rồi. Sợ lắm kêu ai tìm dài khờ, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặt tự gian, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Nãy giờ quá phải không? Ngồi yoga không à? Ngồi yoga không hả? Vậy nè, hiền không á. Sao anh quản lý mà anh trung dữ vậy anh? Rồi có hai người anh có nói nhiều không? Cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút, cổ ít nói lắm. Cô hiền dữ lắm. Đẹp lắm à. Em nói nhiều không chị? Nói nhiều lắm à. Là đám đông thì rung thôi chứ hai người thì không rung phải không? Rồi vậy anh có chủ động không? Có, em chủ động. Có hả? Thì nãy giờ chưa thấy chủ động. Vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha. Chị Tường kiểm tra cho em ảnh có mũi cao không chị? Cao vừa đủ xài. Tôi cười của ảnh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh rung muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? Kiểm tra cho em là ảnh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ. Cảm ơn chị Tường. Trời đất ơi. Hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy. Dạ. Dễ thương quá. Ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả? Em không có sợ đàn ông ở dơ mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của họ thì sẽ không có chăm lo được con cái và vợ. Em không thích đàn ông gì nữa? Vui hơn tí và phải chủ động hơn. Thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn ha. Dạ. Chứ này anh cũng đang hồi hộp, nhiều khi gặp em hồi hộp hơn. Hôm nay nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em, anh em của em, hai người trong công ty nữa.
chung là cả gia đình luôn. Nói chung cả nhà với cơ quan luôn ha. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Các Tường. Nãy giờ nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc, hai con thì thấy cũng hợp đấy. Ba cũng mong muốn đến chương trình này hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu, đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất. Dạ, tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba. Dạ, à, bên đây Đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè. Dạ. Cờ bạc thì không thì được rồi, hai điểm điểm đó là đủ lo cho gia đình tốt rồi. Dạ. Đấy. Dạ, con chào bác ha. Dạ, chào con. Dạ, bác nếu như con có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của bác ha. Mình phải làm một cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy. Rồi, cảm ơn bác ạ. Rồi hôm nay Đạt đi với ai? Vợ chồng em gái em trai với mấy bạn hả chị? Em ruột á hả? Em ruột. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, hiền lành, thì em thấy hai anh chị hợp nhau. Nếu có cơ hội thì hai anh chị cho cơ hội đến với nhau. Dạ, cảm ơn. Thôi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi, quan trọng là hai bạn đó. Bắt đầu. Đó, chủ động đi Đạt. Dạ, em xin chào anh. Dạ, anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở Bình Thạnh á. Gia đình anh có mấy người vậy ạ? Gia đình anh là có 4 anh em. 4 anh. Anh là con thứ mấy? Anh có một anh đầu, anh thứ hai, anh thứ ba á, anh thứ ba. Còn hai đứa em nữa. Dạ, cũng giống như em. Cho em hỏi gia đình, công việc và bản thân của anh á. Anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào? Anh là ưu tiên cho gia đình trước. Dạ. Xong tới công việc, xong tới bản thân. Bình thường thì anh làm á, sau giờ làm thì anh làm những gì? Sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa. Anh là bên cơ khí chạy tàu máy. Dạ. Anh làm xong là anh gì? Anh làm cho cái xưởng của bạn anh nữa. Anh làm giờ hành chính từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. Khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng 8-9 giờ với anh về nhà. Đó, cái đó là bình thường, còn nếu mà có tình yêu rồi thì anh sẽ dành thời gian thế nào anh? Lúc đó các từ việc bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau, quan tâm tới người yêu sau. Còn nếu từng đó là nếu như là không có việc bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm tới người yêu. Anh có phải là người khô khan không anh? Em không cần phải lãng mạn lắm, em ở cần thực tế, nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui khen quá. Anh là người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm, anh không khoan. Anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em, giả sử như vậy ạ? Sinh nhật thì anh có thể là anh làm việc bất ngờ, là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em hay là tặng món quà hà hoa này đó. Phụ nữ thì rất thích tặng hoa, nhưng mà nãy giờ em toàn là chủ động em nói với anh không à, anh có gì anh hỏi với em không? Cảm nhận của gái là như thế nào, nói luôn đi. Cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay. Dạ, không biết sao hôm nay em lên nói chuyện cũng bản tự nhiên đây. Thôi cô ấy bản lĩnh đấy, rất rõ ràng đấy. Em thích người bản lĩnh hơn em. Anh có cái gì muốn hỏi em nữa không? Chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì. Đàn ông phải bản lĩnh lên, chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh, ta nghĩ bản lề là mệt lắm. Em là một người rất là nói chuyện rất là hay, trái tính là rất là mạnh mẽ, với lại là một người là có kiến thức xã hội rộng, hiểu biết nhiều, hiểu rộng. Em có thích cô gái ngồi đối diện mình không? Thích anh, thích. Trái tim có rung động không? Dạ có. Anh thì không thích, không có lạng một cái cách là tôn thờ một tình yêu dạng dạng chắc đánh. Anh hy vọng em thấy anh thấy em rất hợp, anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn vậy thôi đó. Dạ. Hồi nãy anh nói anh thích chủ động. Bây giờ anh đứng lên, nãy giờ người ta hỏi không à. Anh đứng lên anh tiến tới lãng mạn, thế anh xin nắm tay anh nói một câu một gì đó, nó cái cảm xúc của anh hiện tại hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào. Rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không, chứ anh tôi như vậy chắc tới. Anh không được bấm quá. Giá như bây giờ trời đổ mưa, hai đứa mình không có áo mưa, nắm tay chứ đâu phải mình phải đi lang thang ngoài mưa, tặng hoa ngoài mưa gì đó lãng mạn một câu. Anh rung quá đen, anh bấm độn nãy giờ anh chưa động thổ được. Bình tĩnh đi anh, tại vì em lên đây em trước là em rất là run, nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á, anh phải bản lĩnh mới giữ được em. Nói đi, nói. Trời chắc nắm tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay, nắm tay mà hồi hộp quá, anh mong muốn ngày đó sẽ tới gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hợp như ngày hôm nay. Anh mong muốn ngày hẹn hò sẽ đó sẽ tới. Rồi
được rồi anh Tường. Rồi. Được rồi anh Linh, anh run quá. Rồi kịp quá. Rồi hết thời này gian. Chắc cũng nhát gái lắm đây. Rồi để tay nút bấm đi các bạn. Có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi, nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu. Bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động, suy nghĩ lại để nghe, cảm nhận nhịp đập trái tim của mình. Nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia. Có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn, có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm. Có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình, tình duyên của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi cứ lo, tôi phải nói giúp cho bạn đó. Có hay tôi nói giúp không? Sẽ có. Cảm ơn. Bấm. Ráng lên em trai. Cô gái này rất là bản lĩnh đấy ha. Lấy được cô vợ thế này là phải nói cũng tốt lắm. Nhưng mà hãy cố gắng gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Cô ấy cần một sự mạnh mẽ bằng ông, giống như là ba cô gái nói, cần một sự mạnh mẽ lên em trai nhé. Không, thật ra chị nghĩ ảnh chỉ ít nói thôi, chứ còn đó là cũng là một mẫu người đàn ông để có thể dựa dẫm được. Thấy hai người hợp đấy. Hợp. Đẹp trai đẹp gái. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ nhận được TV 50 inch. Chúc mừng các bạn. Nhưng mà nhân tiện đây thì Tường cũng muốn bạn trai hứa một câu gì đó với bác Ngụ. Hứa với bác là con. Hồi nãy là chưa bấm nút, bây giờ bấm rồi. Mạnh hứa mẽ đi. Gì đó. Ai người cha ta rất thương con gái mà người ta đang cũng rất là lo lắng. Con hứa là con sẽ mạnh mẽ hơn nữa đó, quan tâm chăm sóc với em nhiều nhiều hơn. Giờ nói xong thở ra. Nhớ bạn hay tên gì không? Thanh Thảo à. À hay quá, tưởng đâu. Cảm ơn anh rung bên đây hồi hộp á. Rồi. Chưa hôn nhau không được xuống. Xin bác trai đi. Hả? Xin bác trai đi nói. Bác trai cho con hôn đó. Nó lớn lên bác chưa nghe kìa. Dạ con thưa xin bác trai con hôn em. Mạnh mẽ lên. Bác kêu mạnh mẽ lên kìa. Dạ thưa con bà. Dạ thưa bác trai, cho con hôn em Thảo. Rồi đó, bác nói rồi kìa. Dạ em cũng có lời cảm ơn đến anh Linh, chị Tường cùng quý vị khán giả và ban tổ chức đã tạo cho em đến một cái sân chơi tìm người tương lai của em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Nhớ đám cưới mời anh nha. Anh đi ngang Quy Nhơn đi về Bình Định luôn. Nhà anh ở đó mà. Rồi, hai bạn đi thoải mái đi tâm sự đi. Cặp này cũng xứng đôi.